lên cho anh em máy City Plus 110 đời cao lốc đa liêm chữ nghiêng nha anh em. Đầu 13 nha anh em. Đầu cao mắt rồi. Máy này là máy đầu động ống hơi. Thường là những trong máy này là máy dân 99 ly nha anh em. Đây. Máy đa liêm lốc chữ nghiêng. Lốc sơn zin toàn bộ. Qua lăng mâm đỡ đẹp keng. Màu đẹp. Máy đa liêm chữ nghiêng nha anh em. Dòng này là máy rất ít gặp nha. Đợt này có về này anh em nào thấy hợp nhãn alo mình. Đây, máy đa liêm chữ nghiêng. Mình bán thì máy này giá là 5,5 triệu nha anh em, 5,5 triệu. Anh em nào chốt thì alo mình. Mình bán bao zin, không lay đồ, đúng máy đa liêm Hàn Quốc về. Bao anh em là qua lăng còn quay được, hơi hám còn nhẹ nhàng. Còn cái chuyện về nổ im không im thì mình không biết. Mình mua sao mình bán vậy nha anh em. Mình bán theo tình trạng chắc máy như hình thôi. Có nói rõ trong clip. Anh em nào cảm thấy ok hợp nhãn thì cứ alo mình nha. Máy đa liêm lốc chữ nghiêng đời cao. Máy đầu 13 nha anh em. Đầu 13 chấm kim nè. Máy đầu 13 chấm kim.